hướng. Martinelli phía ngoài thì Jorginho đang xin bóng. Jorginho! Một bàn thắng quá cảm xúc của Jorginho. Nó đến ở một thời điểm mà không ai nghĩ rằng Arsenal có thể lội ngược dòng thành công trước Aston Villa. Một trận đấu của lòng quả cảm. Hàng phòng ngự của Aston Villa đã cố gắng để lùi về thật sâu. Họ có đông quân số ở trong khu vực 16m50, nhưng phải bó tay với cú sút này. Có thể hiểu được tâm trạng của huấn luyện viên Unai Emery. Martinez, dường như là bóng đã chạm Martinez để bay vào lưới. Đúng là bóng đã chạm vào xà ngang, bật xuống vào lưng của Martinez. Một pha dứt điểm mà những cổ động viên của Arsenal có thể yên tâm rằng không chỉ một mình Thomas Partey mới có thể biết sút xa. Chính xác là trái bóng đã đập vào đầu của Martinez. Niềm vui vỡ hòa với những bàn thắng đến ở những phút bù giờ. Bây giờ thì người ta lại chờ đợi rằng huấn luyện viên Miquel bóng đã được phá lên vào khung thành bỏ trống. Vieira đường chuyền một chiến thắng chắc chắn nằm ở trong tay của thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta. Bàn thắng cho Martinelli, một bàn thắng không thể dễ dàng hơn. Khung thành Martinez đã lên tham gia tấn công vào một khung thành bỏ trống rồi. Khoảng cách sẽ là 3 điểm với Man City. Vieira đã tạo ra được một đường chuyền thông minh và không có một sự ngăn cản nào cả, có thể bắt kịp tốc độ này của Martinelli. Những sự thay đổi người của huấn luyện viên Mikel Arteta đều đã phát huy hiệu quả. Họ đã tạo ra một thế trận cởi mở hơn với khả năng tấn công và sức sống mãnh liệt hơn. Và đúng lúc này thì trọng tài đã nổi còi kết thúc trận đấu giữa Aston Villa và Arsenal. 6 bàn thắng đã xuất hiện trên sân Villa Park. Arsenal liên tục là đội phải bám đuổi, nhưng cuối cùng họ lại là đội giành được trọn vẹn 3 điểm ở trên sân khách trong trận đấu ngày hôm nay. Jorginho, người đã cởi một nút thắt ở một pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Đoàn quân của huấn luyện viên Unai Emery đã tạo ra một trận đấu vô cùng khó khăn cho Arsenal, nhưng cuối cùng thì khao khát và những gì mà ngày hôm nay Arsenal đáp trả cho thấy rằng họ vẫn đang là một đội bóng đứng trên đỉnh của bảng xếp hạng và hướng tới cuộc đua vô địch. Những trận đấu đã qua chỉ là những cơn khủng hoảng nho nhỏ của họ mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì buổi bình luận trực tiếp với đầu Aston Villa và Arsenal của chúng tôi cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. K cộng gói trọn vẹn chỉ 99.000 đồng một tháng, xét đồng thời trên 2 thiết bị. Mua ngày